Những bí quyết hay hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng bệnh tiểu đường sẽ lên sóng vào lúc 12:50 chủ nhật tuần này, ngày 14 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Tôi sẽ mặc đồ bikini, tôi sẽ là nàng tiên cá. Dí dưỡng. Chị mà là nàng tiên cá, em cũng đau đầu công chúa Thủy Tinh. Hài hước. Trời đất ơi, sao mà... Nè, có ly đồ đâu? Ở nhà. Sao kỳ cục vậy? Tôi là tôi bị tiểu đường. Thiết thương, tuần này, bác sĩ gia đình sẽ mang đến những bí quyết hỗ trợ điều trị chứng bệnh tiểu đường an toàn và hiệu quả. Tăng giọt cây, nhức đầu, bồn nôn, mờ mắt, vậy mệt mỏi quá đâu đi nổi đâu. Chồng ông không cho. Sao kỳ cục vậy? Không lẽ là những người tiểu đường không đi đâu sao? Có cách gì chứ? Nhờ bác sĩ tư vấn đi. Chúng ta sẽ được lắng nghe cách phòng ngừa và điều trị bệnh từ các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu. Trong cái tiểu phẩm này nói về đái tháo đường, không nên đi du lịch là cái điều đó hoàn toàn sai. Khi đi du lịch thì chúng ta sẽ vận động nhiều hơn, có thể nó làm cho đường ở trong máu nó giảm sút. Hãy đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề bí quyết giúp người bệnh tiểu đường an tâm khi đi du lịch xa, phát sóng lúc 12:50 chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.